Xin chào bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Mình để ý rằng là từ trước tới nay có rất nhiều bạn inbox cho mình hỏi về những chiếc iPad và đặc biệt là những chiếc iPad trong cái phân khúc giá tầm 5 triệu đồng. Các bạn hỏi mình rằng là có chiếc iPad nào trong tầm giá đấy không? Nếu như chúng ta xét về phần hàng mới ấy, thì gần như không có bất kỳ một chiếc iPad nào trong cái phân khúc giá 5 triệu chúng ta có thể là bóc siêu được. Mà chiếc iPad rẻ nhất hàng mới thì cũng rơi vào tầm 6 triệu rưỡi đến 7 triệu, đó là chiếc iPad 2018 các bạn ạ. Nếu như bạn vẫn muốn chọn iPad trong khoảng tầm giá 5 triệu thì bắt buộc các bạn phải chọn những chiếc iPad hàng cũ đã qua sử dụng, hàng line new, hàng 98% chẳng hạn. Ví dụ như mình đang có ở đây đó chính là chiếc iPad Air 2. Mình mượn sản phẩm này ở Di Động Việt, nó sẽ có mức giá đó chính là hơn 5 triệu đồng cho phiên bản 16GB 4G cùng với Wi-Fi. Và hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện một cái video đánh giá về một chiếc iPad trong tầm giá 5 triệu, cũng như là chúng ta cùng nhau đánh giá về sản phẩm iPad Air 2 này để xem là trong phân khúc giá 5 triệu thì nó còn đáng mua hay không nhá. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì với chiếc iPad Air 2 này, nó đã ra đời một khoảng thời gian khá là dài rồi. Tuy nhiên thì về phần thiết kế của cái sản phẩm iPad Air 2 này, nó vẫn cho mình một cái gì đấy nó rất cao cấp, nó rất là Apple các bạn ạ. Khi cái phần thiết kế của nó, các bạn sẽ có màn hình rất lớn ở mặt trước. Với những chiếc iPad dòng Air hoặc là dòng 2018 Gen 5, Gen 6 thì chúng ta sẽ có kích thước là 9,7 inch. Và riêng với chiếc iPad Air 2 này thì mình cam đoan với các bạn rằng là cái màn hình của nó sẽ đẹp hơn là iPad 2018 rất là nhiều. Tại vì mình đã sử dụng hai chiếc iPad này rồi và mình thấy rằng là chiếc iPad Air 2 này chất lượng màn hình của nó hơn hẳn. Với màn hình này thì chúng ta sẽ có độ phân giải đặc biệt Retina, có mật độ điểm ảnh là trên 326 ppi. Và các bạn có thể thấy này, với những chiếc iPad thì chúng ta luôn luôn có cái tỷ lệ đó chính là 43. Đây chính là tỷ lệ chuẩn của những chiếc iPad và nó duy trì từ cái quá khứ cho đến bây giờ. Ở phía trên thì các bạn sẽ có ở đây đó chính là vị trí của camera selfie để giúp chúng ta có thể gọi video call cho bạn bè, cho người thân cũng được. Nói chung thì chất lượng camera của sản phẩm này hiện tại thì mình thấy là nó ở cái mức ổn thôi chứ không có sắc nét cho lắm. Ở bên dưới chính là vị trí của cái phím home. Phím home này thì nó sẽ được tích hợp cảm biến vân tay như các bạn. Nhưng mà hiện tại thì tốc độ mở khóa vân tay của chiếc iPad Air 2 này nó khá là chậm rồi chứ không còn nhanh như trước nữa các bạn ạ. Và đến phần mặt sau thì với những sản phẩm iPad chúng ta sẽ luôn được làm từ chất liệu đó chính là nhôm. Với sản phẩm iPad Air 2 này nó cũng vậy, nó rất là mỏng và phần hoàn thiện ở cái phần viền cũng như mặt sau này. Và cá nhân mình thấy thì nó vẫn rất là đẹp. Và với những chiếc iPad mà nó hỗ trợ LTE, hỗ trợ 4G thì các bạn thấy rằng chúng ta sẽ có một cái giải anten ở phía trên. Đó, bên cạnh giải anten các bạn sẽ có vị trí của camera chính này. Camera chính có chất lượng là 8 chấm, chúng ta sẽ có những cái vị trí mic để hỗ trợ khả năng quay phim. Và nó sẽ quay phim được ở chất lượng là Full HD như các bạn. Ở phía dưới các bạn sẽ có logo của Apple ở trung tâm rồi. Bên dưới các bạn sẽ có dòng chữ iPad. Và với chiếc iPad này chúng ta sẽ sử dụng đó chính là một cái loa ở dưới chứ không phải là loa stereo như là những chiếc iPad đời cao cấp hơn, iPad Pro chẳng hạn. Ngoài ra thì các bạn sẽ có vị trí cổng sạc Lightning thay vì là cổng sạc 32 chân. Và các bạn sẽ có ở đây đó chính là vị trí của mic. Mình đánh giá rất cao cái phần loa của chiếc iPad Air 2 này khi chất âm của nó rất lớn và cảm giác nghe nhạc rất là sướng các bạn ạ. Phải nói rằng âm thanh của nó thực sự rất là uy lực. Ok, đi vào phần bên trong thì với sản phẩm iPad Air 2 này thì nó vẫn được hỗ trợ rất tốt đến từ Apple. Khi hiện tại phiên bản mình đang sử dụng ở đây thì nó đang chạy trên nền iOS đó chính là 13.2.3, một trong những cái phiên bản iOS mới nhất, và nó sẽ chạy trên nền đó chính là iPad OS nha các bạn. Khá là xịn sò. Và với sản phẩm iPad Air 2 này theo như Apple công bố thì sẽ hỗ trợ hết vòng đời của hệ điều hành iOS 13. Và với cái hệ điều hành iOS thì mình có rất nhiều thứ để chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là cái độ mượt mà của nó. Đây, nó phục vụ tốt cho những cái nhu cầu căn bản chúng ta từ lướt web, xem phim, giải trí. Và hơn nữa nhá, khi bạn sử dụng với chiếc iPad này thì chúng ta có thể làm việc được rất tốt khi nó sẽ có tính năng như là chia đôi màn hình. Ví dụ như là mình có thể bật lên cái YouTube này và mình có thể bật thêm một cái phần tin nhắn ở bên dưới để có thể rep inbox của bạn cũng được. Đó, như thế này, hoặc là chia đôi màn hình luôn. Đó, rất là tiện lợi. Và chắc chắn là mình nghĩ rằng là có nhiều bạn sẽ cần chức năng này khi chúng ta vừa muốn xem phim cũng như là muốn rep tin nhắn từ bạn bè. Và về phần cấu hình thì với sản phẩm iPad Air 2 này thì nó đang chạy cho mình con chip Apple A8X các bạn ạ. Đây là một con chip khá là xa, nó sẽ cùng thời với lại sản phẩm iPhone 6. Tuy nhiên thì đây là một cái phiên bản nó nâng cấp nhiều hơn. Khi với con chip đến từ iPhone 6 chúng ta chỉ có 2 nhân thôi, còn với chiếc iPad Air 2 với chip Apple A8X chúng ta sẽ có tới là 3 nhân và tốc độ của nó là 1.5GHz. Chúng ta sẽ đi kèm với cấu hình là 2GB RAM. Cùng với đó thì các bạn sẽ có đó chính là 16GB bộ nhớ trong, 32GB bộ nhớ trong cũng như 64GB bộ nhớ trong, sẽ tùy cái phiên bản các bạn muốn chọn. Tuy nhiên thì mình recommend các bạn là chúng ta nên chọn phiên bản 32GB bộ nhớ trong trở lên để có không gian lưu trữ nó rộng lớn hơn và sau này các bạn muốn tải game, nghe nhạc, xem phim nó thoải mái hơn các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đánh giá luôn về cái phần hiệu năng chiến game của cái sản phẩm iPad Air 2 này. Thì mình thấy rằng là với con chip Apple A8X
thì nó vẫn cho mình một cái hiệu năng khá là tốt. Khi mình có chấm qua phần mềm AnTuTu thì nó sẽ thu được số điểm là 146.840 điểm. Và với số điểm này chúng ta sẽ có tầm 64.000 điểm CPU và 27.000 điểm GPU trên phiên bản AnTuTu là V802. Và mình đã có test qua một số tựa game rồi. Ví dụ như ở đây thì mình test với tựa game Liên Quân, chúng ta sẽ bật được đồ họa đó chính là 30 FPS. Và cái mức cấu hình đồ họa của nó thì gần lên là cao nhất các bạn ạ. Khi chúng ta vẫn có thể bật được đồ họa là siêu này, nhưng mà bên dưới thì nó chỉ lên cái chi tiết hình ảnh là cao mà thôi. Mình nghĩ là cũng đúng thôi, tại vì chiếc iPad này thì nó đã ra đời được một khoảng thời gian khá là dài rồi. Và mình cũng có đấu một vài trận Liên Quân thì mình thấy rằng là với chiếc iPad này chúng ta vẫn có thể chơi được Liên Quân ở cái mức 30 FPS rất là ngon lành, và gần như rất ít xảy ra tình trạng drop FPS. FPS của nó thì luôn dao động ở cái mức đó là tầm 29 cho là 30 FPS từ đầu trận đến cuối trận. Và khi mình chơi Liên Quân trong khoảng thời gian tầm 30 phút thì mình thấy rằng là chiếc iPad này nó vẫn không có nóng, thực sự là sờ nó rất mát ở cái phần mặt lưng này luôn. Và sau 30 phút mình chiến game Liên Quân thì mình thấy rằng là với chiếc iPad Air 2 này nó vẫn rất là mát mẻ, chứ không có quá nóng ở phần mặt lưng cũng như không tản nhiệt quá nhiều ở cái phần mặt lưng. Mình đánh giá rất cao về cái điểm tản nhiệt của chiếc iPad Air 2 này so với những chiếc iPad đời mới hơn như là 2018 trước đây mình chơi thì nó rất là nóng, nó khá nóng ở cái phần mặt lưng và hơi ấm nhẹ. Còn đến với tựa game PUBG thì mình thấy rằng là với chiếc iPad Air 2 nó gần như là hơi đuối rồi các bạn ạ. Chúng ta chỉ setting được ở cái mức FPS là trung bình mà thôi, và như vậy thì bạn chỉ có trải nghiệm đâu đó tầm 20-24 FPS. Và với cái mức FPS này thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ không có những cái trải nghiệm tốt nhất với một tựa game bắn súng sinh tồn như là PUBG. Chính vậy thì nếu bạn muốn mua chiếc máy này về để chơi game PUBG thì thôi bỏ qua đi, chúng ta không nên mua chiếc máy này để chơi game PUBG nhá. Còn về những ứng dụng hàng ngày như là Facebook này, Messenger, TikTok hay là YouTube thì nó trải nghiệm một cách rất là mượt mà. Những ứng dụng như là VTV Go mình có cài vào đây thì chỉ cần tốc độ mạng cao là bạn có thể xem TV online một cách rất là dễ dàng. Rồi, nói về phần dung lượng pin thì với dung lượng pin của cái sản phẩm iPad Air 2 này, nó sẽ có dung lượng pin là hơn 7000 mAh. Đây là một dung lượng pin thực sự rất là trâu các bạn ạ. Và với dung lượng pin là hơn 7000 mAh, chúng ta có thể thoải mái chơi game, nghe nhạc, xem phim trong vòng 1 ngày mà không cần lo đến cái vấn đề đó chính là nó hết pin. Tại vì pin của những chiếc iPad thì nó quá là trâu luôn. Thực sự rằng là các bạn xài 1 ngày với chiếc iPad này thì hơi khó đấy, chắc phải tới 2-3 ngày thì mới hết. Tổng kết lại thì như vậy chúng ta đã cùng nhau đánh giá về cái sản phẩm iPad Air 2 này rồi. Đây là một trong những cái sản phẩm iPad có màn hình lớn trong cái phân khúc giá đó chính là 5 triệu. Khi chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 9,7 inch cho các bạn có thể thoải mái xem phim, nghe nhạc, giải trí, chơi một vài tựa game nhẹ như Liên Quân Mobile chẳng hạn. Và với chiếc iPad này chúng ta sẽ có thời lượng pin lớn. Chính vậy thì các bạn có xem phim trong thời gian dài 9 đến 10 tiếng vẫn rất hết sức là ok. Hơn nữa thì cái phần loa của cái sản phẩm iPad Air 2 này nó nghe rất là sướng các bạn ạ, rất là phê. Rồi, bên cạnh những cái điểm lợi như vậy thì với chiếc iPad Air 2 này thì mình thấy rằng nó vẫn có những cái điểm yếu như sau. Thứ nhất là vòng đời của chiếc iPad Air 2 này thì nó đã gần hết rồi các bạn ạ. Chỉ hết phiên bản iOS 13 là như vậy, nó sẽ không còn được hỗ trợ phiên bản iOS 14 nữa. Ngoài ra thì với chiếc iPad Air 2 này nó là hàng cũ, chính vậy các bạn phải test máy một cách kỹ càng trước khi mua để đảm bảo chất lượng nhất, và nên tìm những cái cửa hàng uy tín như là Di Động Việt để có chương trình bảo hành, rồi là nếu như có gặp lỗi trong quá trình sử dụng cũng như gặp lỗi do nhà sản xuất thì chúng ta còn có thể bảo hành cũng như là có thể nắm tóc được. Chứ nếu như bạn mua hàng online trên chợ tốt các thứ, khi mà hư hỏng các bạn test không kỹ thì các bạn đã biết rồi đấy, chúng ta sẽ tiền mất và tật mang. Rồi, đó chính là tất cả những gì mình đánh giá về sản phẩm iPad Air 2, một trong những sản phẩm iPad khá là ngon trong phân khúc giá 5 triệu và hiện tại thì với năm 2019 nó vẫn sử dụng rất là tốt. Các bạn nghĩ gì về sản phẩm iPad Air 2 này, và các bạn nào đang sử dụng chiếc iPad Air 2 này thì các bạn cảm thấy nó như thế nào, còn đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng của mình hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào.